Đầu La Lại Lục phần 2 tập 556, Sự Lấy Các Chiến Đội phần 3, Tuyệt Thế Đường Môn. Chỉ dựa vào dùng từ xinh đẹp cũng là không thể dùng để hết hình dung dáng vóc động lòng người của nàng. Dung nhan tuyệt sắc này, phái nữ toàn trường cũng là trở nên mờ mịt. Đối với một phần một tấc, một đạo đường cong trên người của nàng đều là hoàn toàn cân xứng. Bất luận nam nữ, gái trai, ánh mắt của mọi người rất tất thảy đều là bị nàng thu hút hết. Ngay sau đó thì nàng chuyển động, chân trái hướng về phía trước là ra bước ra từng bước, thân thể thon dài mềm mại hướng tới giữa không trung bước đi, sau lưng cánh bướm tan sắc cứ như là vậy mang theo thân thể mềm mại của nàng bắt đầu nhảy múa, sương băng lồng đậm theo bước chân nàng lan tràn ra, hóa thành từng đợt nhẹ nhẹ là theo bay theo xung quanh nàng, xoay quanh. Ở trên không trung, một luồng ánh sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên người của nàng. Vầng sáng màu vàng giúp cho dung nhan tuyệt sắc khuynh thành giống như là nữ thần của nàng, khiến cho ánh sáng như là muốn thức tỉnh vậy. Nàng nhảy múa ở giữa công chúng, mỗi một bước nhẹ nhàng uyển chuyển, dung nhan động lòng người của nàng tràn ngập khí tức sinh mệnh và ánh sáng hy vọng. Phiến cánh bướm sau lưng chính là trang sức tốt nhất của nàng, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời ấm áp, vũ điệu kia quang nghề thường. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc ngay trên bầu trời, thản nhiên là một mình nhảy múa. Cánh bướm tam sắc không ngừng là mở ra, khép lại, đem khí chất cao quý càng trở lên rực rỡ. Ở trên trán, một ký hiệu màu vàng mờ ảo ảo xuất hiện ra xuất hiện. Ký hiệu trên trán sáng nhấp nháy, tản ra ánh sáng nhẹ nhàng. Lồng đậm tinh thần dao động khiến cho cả người của nàng tiến vào một loại trạng thái thần kỳ. Băng xương độc vũ, quảng nghề thường. Sống như năm đó do một chiều cuối cùng dự thi ở Tinh La Đế Quốc, khi mà lữ tần ánh sáng bước ra trong nháy mắt, toàn trường rung động, ánh mắt mọi người đều là theo đó mà ngừng lại. Bọn họ quả nhiên là không thể tưởng tượng được, một người lại là có thể xinh đẹp đến trình độ này. Cánh tam sắc xinh đẹp mở ra, lữ tần ánh sáng từng bước bước ra, trong khoảng không rút như là rút ngắn lại, trực tiếp bước qua mấy chục thước, liền đi tới trước mặt của đối thủ vừa mới trong tiếng lổ mạnh gắm gượng thoát ra. Hai ám kim biên bức rốt cuộc là cũng tập trung tại một chỗ. Ánh sáng chợt lóe, một lần nữa hóa thành một con rồi lớn hơn, nhưng mà biến thành hai đầu, không, chuẩn xác hơn mà nói là ba đầu mới đúng. Chẳng qua một đầu chỉ là còn lại cái cổ bị cắt ngang, cũng là không xuất hiện ra cái đầu nữa, hiển nhiên là lúc trước bị đại hàn vô tuyết đánh rơi. Mọi người đường môn rốt cuộc cũng là biết rằng, võ hồn của Liên Đàn thật sự là cái gì, chính là một võ hồn cao cấp cực kỳ là hiếm thấy, ám kim biên bức tam đầu vương. Rất là mạnh mẽ và chỉ ở trình tình huống biến dị mới là xuất hiện ra một loại võ hồn khủng bố. Ở đại lục hồn sứ giới, điều này cũng gần như là một loại võ hồn cường đại tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà lúc này, trạng thái của Liên Ấn không phải là võ hồn chân thân hay sao? Quân bài chiến lật của nàng và thiết binh giống nhau, đây là mượn hồn đáo khí, cưỡng chế đưa chính mình tăng lên đến trạng thái võ hồn chân thân. Chẳng qua hiện tại dù là nàng hay là thiết binh đều đã là dùng hết sức mạnh nên duy trì võ hồn chân thân trở lên là khó khăn. Dù sao, đây là mô phỏng lại võ hồn chân thân, so với võ hồn chân thân chân chính của bọn họ nhiều nhất chỉ là phát huy ra một phần thực lực. Đương nhiên, cũng chính phần thực lực này đã là cứu Liên Ẩn một mạng, nếu không một chiều đại hàn vô tuyết cùng với đại đạo tuyệt mệnh chạm phối hợp sẽ là lấy mạng của nàng. Đôi cánh mở ra, hơi thở hàn cực nháy mắt là từ trên người của nữ thần ánh sáng lan tràn ra, băng xương độc vũ. Còn Vương Đông Nhi và Vũ Hạo đó là sớm không còn như là năm đó, là hai thiếu niên thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ chỉ là có nhị tam hồn hoán. Bọn họ bây giờ đó là cường giả chân chính. Bạo phong tuyết không hề đoán trước, lấy lữ thần ánh sáng làm tầm phát giá, nháy mắt đem ba người thốn cuốn ở bên trong, che chắn hết tầm mắt ở bên ngoài. Đúng vậy, tuyết vũ cực bằng vực. Nữ thần ánh sáng vì cái gì mà trở thành võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi? Chính là bởi vì sau khi nó thi triển ra cũng không phải là công kích một lần mà có thể liên tục công kích. Hơn nữa, phát huy ra toàn bộ thực lực chiến đấu mạnh mẽ của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Năm đó, bọn họ cũng không thể duy trì được lực lượng này, càng không có biện pháp ứng dụng ra nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại, Quang Minh Lưỡi Thần Điệp đã là có thể chân chính phát ra toàn bộ thực lực của bọn họ. Không phải võ hồn chân thân mà hơn hẳn võ hồn chân thân. Trịnh Chiến Thần kêu lên một tiếng không tốt, lập tức hướng tới tuyết vũ cực băng vực phóng ra, không nhìn thấy tình huống bên trong. Có trời mới làm biết được đội viên của đường môn này đang làm cái gì. Đây thật là một dùng hợp kỹ thật là đẹp. Bọn họ vậy mà lại là có loại thủ đoạn như vậy. Tuyết vũ cực bằng vực, Liên Ẩn cùng với Tiết Binh trong phút chốc cảm giác được chính mình giống như là tiến vào một thế giới băng cực, lạnh đến là cực điểm. Bọn họ thậm chí là còn cảm giác được quá trình máu của mình đông lại. Nhiệt độ thật sự là quá thấp, tốc độ máu chảy chậm lại cũng là làm tốc độ vận chuyển hồn lực của bản thân giảm xuống trên diện rộng. Tiết Binh lúc trước đã là bị Giang Nam Nam hung hăng quẳng ngã vài cái, cả thân thể đất toàn thân đều là như muốn rời thành từng mảnh.
Hai lần chiến đấu liên tục gần như là đã là làm tiêu hao hết hồn lực của hắn. Đối mặt với trạng thái nhiệt độ cực lạnh, hắn chỉ là có thể miễn cưỡng vận chuyển hồn lực của chính mình ngăn cản một mảnh giống như là mũi nhọn bằng tuyết này. Tình huống của Liên Ẩn so với hắn cũng có vẻ là khả quan hơn, nhưng ở Vu Hạo tình kế xuống, ba cái phân thân của nàng bị cứng rắn phá hủy đi một cái. Dù đây là vô hình tổn thương, nhưng cũng giống như là năm đó khi mà tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiểu Tiểu bị phá vỡ. Loại thương thế này không thể trong ngày một ngày hai mà khỏi hẳn, thậm chí còn có khỏi hay không cũng là vấn đề. A một tiếng rít gào theo miệng của Liên Ẩn chợt bùng phát, lại là khủng cụ tiêm khiếp, tiếng hét kinh hoàng. Nàng không trông cậy vào kỹ năng này có thể gây thương tổn cho Quang Minh Lữ Thần Điệp, chỉ là muốn tìm được đối thủ. Nàng không thể mù quáng chạy ra bên ngoài, tại nơi cực lạnh này, nàng căn bản không có biện pháp để thấy rõ được phương hướng, lại không biết kẻ địch ở đâu, còn che chở thiết binh, nào dám là kinh động. Đừng uổng phí sức lực, yên tâm đi, ta sẽ không giết các người đâu. Âm thanh êm tài vang lên, giống như là từ bằng tuyết đi xa, thân ảnh kia tuyết sắc, động lòng người, đi từng bước một hướng đến bọn họ. Cho dù tình huống lúc này nguy nan, nhưng mà khi Tiết Binh nhìn thấy Quang Minh Lữ Thần Điệp lại vẫn là không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Trên thế giới này lại có lữ nhân hoàn mỹ như vậy hay sao? Liên Ẩn biến thành kim ám kim biến bức tam đầu vương, hai cánh chợt mở ra, giống như là tiểu chớp kim sắc nhắm về phía của Quang Minh Lữ Thần. Nàng biết rằng chỉ cần mình có thể đủ đánh tan Quang Minh Lữ Thần, băng lạnh xung quanh cũng là tự nhiên mà bị phá vỡ. Đáng tiếc, thân thể của nàng mới là lao ra chưa đến 5 thước đã bị một đạo kim lam sắc cột sáng song sắc cắt nuốt, đó là mang tình trận mang vào cực hạn chí băng. Ở trong thiết vũ cực băng vực, số vết phát động ra có thể có nó đều là bị che giấu. Ám kim bia bức tam đầu vương không cảm lòng vùi vẫy, Tiết Binh cũng là có ý định đứng dậy tiếp tục chống lại. Đáng tiếc, trạng thái hiện tại của bọn họ đã đều là quá yếu, quá là yếu. Bên ngoài thiết vũ cực băng vực, ngay tại thời điểm bất phá đấu la chữ chiến vừa lao ra, ba tòa đại đỉnh xếp hình tam giác chắn ngay trước người của hắn. Trọng tài thắng bại chưa phân, ngài cũng không thể can thiệp. Người mở miệng chính là Tiểu Tiểu, lúc này bọn họ đã là muốn hướng tới bên kia vây lại vì từ tam thạch trợ uy. Tránh xa, Trịnh Chiến tức giận quát khẽ một tiếng, hai tay vỗ xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem tam sinh chiến đỉnh quét qua một bên. Nhưng là cũng ngay tại thời điểm hắn muốn hướng tới phía tuyết vũ cực bằng vực, ở trên không trung màu đỏ khủng bố lại xuất hiện ra. Sắc mặt của Trịnh Chiến nháy mắt là trở lên xanh mét, hắn muốn mắng chửi người. Dù hắn là phong hào đấu la, nhưng cũng không giống như là võ hồn ám kim biến bức tam đầu vương có thể phân thân. Một bên là thấy không rõ tình hình, bên kia cũng là xạ tuyến khủng bố sẽ là trực tiếp đoạt mệnh. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể động thân, đỡ một kích sò Thành Thành, hơn nữa thì tuyên bố nàng rời khỏi trận đấu. Trần Tuấn bị loại so với Thành Thành chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Dù trên tấm chắn hồn đạo khí của hắn có không ít kỹ năng đặc biệt, nhưng mà áp lực chênh lệch tu vi trước mặt, hắn nửa điểm cơ hồ là cũng không có. Một cái vạn năm hồn ký quy thần tràng của Từ Tam Thạch lấy huyền minh quỷ thuẫn trực tiếp đánh nát tấm chắn của đối thủ. Nếu không phải là Trịnh Chiến ra tay đúng lúc, chỉ sợ ngay cả thân thể của Trần Tuấn cũng là đã bị nghiền nát. Chính vì chỉ hoãn như vậy, lên tuyết vũ cực băng vực đã là tàn ra. Quang Minh Lữ Thần nhẹ nhàng nhảy múa, cánh mở ra hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay lượn đến chỗ xe lăn của Hoàng Kim Thụ. Mà ngay tại phạm vi của thiết vũ cực băng vực báo trúng, hai bức tường băng rõ ràng là không hề sứt mẻ. Có được võ hồn ám kim biến bức tam đầu vương, Liên Ẩn đã nà trở lên bộ dáng là vốn có, đúng là một lữ tử có tướng mạo vô cùng là thanh tú, nhưng sắc mặt lại là vô cùng tái nhợt. Về phần cổ Tiết Binh, tình huống còn thê thảm hơn. Ở trước ngực bụng có một vết thương thật là lớn, chẳng qua hiện tại là bị đông lạnh, cũng là không nhìn ra được tình trạng thương tổn. Chúng ta thắng, trọng tài. Hà quang tách xá, Quang Minh Lữ Thần một lần nữa biến thành hai người. Vũ Hạo lẳng lặng ngồi trên xe lăn, Vương Đông Nhi đứng ở trước người của hắn, hai người nhìn nhau cười. Trịnh Chiến nhanh chóng đi vào gần hai bức tượng băng, thử xem một chút, hắn liền biết rằng mình không có biện pháp gì. Hai bức tượng băng này cực kỳ là cứng rắn, nhiệt độ lại thấp đến kinh người. Nói vậy, hai người bên trong sẽ là nhanh chóng tử vong. Mau thả bọn họ ra, Trịnh Chiến nhanh chóng đi đến trước mặt của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Vũ Hạo bày ra về mặt suy yếu rồi nói, thật có lỗi trọng tài, hiện tại hồn lực của ta không đủ, không có cách nào giúp cho bọn hắn thoát xa. Ngài yên tâm đi, cực hạn băng hàn của ta, nhiệt độ cực kỳ thấp, tuy rằng đông lạnh bọn họ nhưng sẽ là không ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ hồn lực của ta khôi phục lại một ít, ta sẽ là giúp cho bọn họ làm băng tan. Chỉ cần một lần nữa kích hoạt huyết mạch, có thể là sinh lực trong cơ thể của bọn họ trở lại, bảo trì trạng thái đóng băng này, cho dù là một năm bọn họ cũng là không chết được. Người Trịnh Chiến bất đắc dĩ nhìn Vũ Hạo mỉm cười liền nói, cho Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện của các người giảm bớt một đối thủ chẳng lẽ là không được. Vương Đông Nhi lại trực tiếp đến nói, ngày chưa tuyên bố trận đấu này của chúng ta thắng lợi. Trịnh Chiến thở dài một hơi sâu,
Hắn biết rằng có một số việc dù chính hắn là trọng tài cũng là không có biện pháp giải quyết. Người ta chính là không hiểu tại sao bị đóng băng, ngươi giải thích được hay sao? Đây chính là cực hạn băng hán, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng là không có mấy người dám can đảm đến thử làm băng tán. Đoàn độ chiến, đường môn chiến thắng, toàn trận đấu, đường môn thắng, điểm số phân, Minh Ngọc Tông 7 phân, thắng, đường môn bước tiếp. Các người đã làm gì đội trưởng đội phó của chúng ta vậy? Vừa mới xuống khỏi đài thi đấu, một đám đội viên dự bị, còn có cả U Thần, Tân Nguyệt Nguyệt, Trần Tuấn, Thanh Thanh của Minh Ngọc Tông ngay lập tức là xuống tới. Vũ Hào mỉm cười lên nói, bọn họ không sao cả, chờ mấy ngày nữa hồn lực của ta khôi phục sẽ là giúp cho bọn họ làm tan băng. Mấy ngày nữa, hồn lực của các người khôi phục vẫn là vài ngày một thời gian lâu như vậy. Tân Nguyệt Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Vũ Hào. Vũ Hào thở dài một tiếng liền nói, thực xin lỗi, ngươi không thấy là ta là người tàn tật hay sao? Ta có thể kiên trì đến dự thi đã là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, tan băng là phụ thuộc vào ta có đúng hay không? Các ngươi cần đối với ta khách khí một chút, nếu không thì làm cho bọn họ cứ đông lạnh như vậy cũng là không phải không được. Trần Tuấn trầm giọng lên nói, vậy cần phải bao lâu, ngươi mới là đồng ý làm tan băng cho đội trưởng cùng với đội phó của chúng ta? Thời gian lâu sẽ là uy hiếp đến tính mạng sống của bọn họ. Vũ Hạo liền nói, 3 ngày đi, nhiều nhất là 3 ngày. Ta khẳng định rằng sẽ là vì bọn họ làm tan băng, các ngươi dù sao vẫn là phải cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày không phải là muốn bỏ trận đấu kế tiếp hay sao? Trong chốc lát, về mặt tất cả mọi người, Minh Ngọc Tông đều là trở lên tức giận, oán hận. Thế nhưng biết những người của đường môn cố tình lại là không làm sao được. Quý Tuyệt Trần cùng với Kinh Tự Yên đã là đi đến đây. Quý Tuyệt Trần mang theo thẩm phán kiếm lạnh lùng rồi nói, còn có một cách, đội viên dự thi của các người, nếu ai có thể thắng được ta, cũng có thể giúp cho đội trưởng cùng với đội phó của các người được tan băng. Đám người Minh Ngọc Tông nghe được lời này, ánh mắt liền là sáng lên. Trần Tuấn liền nói giữ lời. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Vũ Hạo rồi là nhìn Quý Tuyệt Trần. Sắc mặt của Vũ Hạo trở lên có chút cổ quái, gật đầu lên nói, giữ lời, hắn là do chúng ta huấn luyện, các người đánh bại hắn sẽ là phá băng cho đội trưởng của các người. Đi, tìm địa điểm đi, mọi người Minh Ngọc Tông lập tức là kêu lên. Kinh Tự Yên cười hắng hắc liền nói, cũng không cần phiền phức như vậy, bên này chính là vùng ngoại ô, chúng ta ra lơ xa trận đấu một chút là được rồi. Chỉ cần các người có thể thắng sẽ là trở về khách sạn Minh Duyệt để Vũ Hạo giúp cho bọn họ làm tan băng. Đi thôi, đi thôi. Nhìn theo Quý Tuyệt Trần cùng với Kinh Tự Yên mang theo những người Minh Ngọc Tông rời đi, Vũ Hạo không bất đắc dĩ liền lắc đầu. Vương Đông buồn cười liền nói, hình như lần đầu tiên ta được nghe Quý đại ca nói nhiều như vậy. Vũ Hạo thở dài một tiếng liền nói, hắn cũng là nghẹn quá hóa giận. Vốn rằng ta chỉ là muốn làm đóng băng hai người kia vài ngày, loại trận đấu của bọn họ cùng với sự lấy khắc kết thúc sẽ làm thả ra. Nhưng mà bây giờ, dù ta có thả hai người kia ra, Minh Ngọc Tông cũng là không thể nào có đủ 7 người đến sân thi đấu. Nana, ngươi đi xem quá, nói Quý huynh không thể lấy mạng người, chúng ta và Minh Ngọc Tông lại là không có thù oán gì. Được rồi, Nana vội vàng là nghe theo đi ra bên ngoài. Qua trận chiến lần này, thực lực của đường môn không lường được đó là hoàn toàn lộ diện. Hai trận đại chiến đều đối mặt với đối thủ là cực kỳ mạnh mẽ.